Ê, chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em cũng thích nữa. Dạ chị ơi, em cũng muốn đóng chị ơi, của em không. Rồi hai bạn đã có mặt trên sân khấu. Chúng ta giới thiệu về mình nha. Em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân. Năm nay em 26 tuổi, hiện sống và làm việc ở Long An. Em làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật viên bên công ty về sơn ạ. Làm ở Long An nhưng mà huyện nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào anh với lại chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang là kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ em ở Gò Vấp lận anh. Vậy là về tới Bến Lức cũng dạ, hơi không sao. Trên quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhà ảnh. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Điểm mạnh, những điểm cái yếu mạnh, của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Ưu điểm của em là hiền lành. Nếu có vợ thì biết phụ vợ làm việc nhà. Ồ, cái này hay à. Được. Mặc dù điểm... em không biết nấu ăn. Không biết nấu ăn. Dạ. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Đói thì cũng bực bội, khó chịu. Đói quạo đúng không? Quạo, quạo. Giống anh nó đói quạo rồi, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. Bù lại cho bạn kia là em biết nấu ăn anh. À, tốt dạ, quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự khen. Tự tin thôi, có gì đâu em. Vậy hỗ trợ cho nhau được rồi. Dạ, còn gì dạ, nấu ăn lắm dạ, em nấu ăn cũng giỏi, cũng thích nghiên cứu về món ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm. Dạ, em hay ngủ, em ngủ nướng nhiều. Ngủ rồi lố giờ, sao giờ đâu nấu ăn. Vậy là chắc để anh bị đói, mà anh bị đói là anh sẽ quạo. Nếu mà hai đứa chung nhà có ảnh là em sẽ canh giờ. À, được, dễ rồi, thương không quá. Lo. Bây giờ em gái, em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ, em trải qua được một mối tình ạ. Em quen bạn đó được 9 tháng nhưng mà cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. Hai đứa cũng không hợp, xong rồi bạn đó có người mới. Xong rồi thôi hai đứa nghỉ chơi. Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Là lúc đó em học năm 1, năm nhất, năm 2 đại học. Em nói là thôi đi, để từ từ đi. Lúc đó là mình tự trau dồi bản thân mình đi. Lo học này, làm thêm, để trau dồi kinh nghiệm cho bản thân á. Ừ. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân thôi. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em thôi. Giờ hối quá rồi không? Trời ơi, em về quê em nói là ai em nói, con ơi, có chồng chưa? Còn gán có chồng đi. Bạn trai thì sao? Đó, bên dạ, đây là hối rồi nghe. Bạn trai rồi. Sao? Dạ tình em rồi, đã trải qua ba mối tình à. Mối tình gần nhất đây thì em quen được khoảng 1 năm thì chia tay. Một năm rồi hả? Dạ. Vậy cũng mới quen sơ sơ à. Có mối tình nào quen dài hơn năm không? Có mối tình quen lâu thì khoảng 4 năm, thời còn đi học, học sinh à. Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn. Đó là phải hai người phải quan tâm nhau là đúng rồi, quan tâm tin tưởng nhau là được. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được, chứ bên đây là hối lắm rồi á. Dạ đúng rồi anh, chừng nào anh cưới được anh. Khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là có thể được thì mình tiến tới thôi. Dạ thôi miễn cưỡng đi, 1 năm cũng chịu được đi. Miễn cưỡng 1 năm ráng chịu ha. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì cũng hơi lùng lùng nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi. Em muốn mét mấy? Bên đây mét 9 á. Ôi trời, hút tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 vậy thôi. Nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại đó. Còn gì nữa không em? Dạ bạn đó thì nói chung là không mập không ốm, vừa người là được. Ăn mặc gọn gàng chỉnh chu là được. Rất gọn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Tính gia trưởng nè. Em thích bạn đó tính tình thoải mái phóng khoáng xíu đi. Người miền Tây đừng có lo em. Đừng lo ha. Ừ. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm là như thế nào? Dễ thương rồi, hợp tính thì mình tiến tới. Em thích bạn nữ biết nấu ăn nè. Được rồi. Dạ. Chỉ cần dễ thương là được thôi, đàn trai là yêu cầu dễ lắm. Ồ, dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mắc cỡ quá. Cái gì đâu mắc cỡ. Em phải là một người con gái rất là năng động đó. Tươi anh thích cái tính đó. Tươi. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó. Uống rượu hút thuốc thì em vẫn chịu được nhưng mà có mức độ thôi, mình vừa vừa thôi. Bạn bên đây thì chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu hút thuốc nhiều đâu. Mặt rất là thư sinh. Trời chết là thích quá. Trời ơi trời, bình tĩnh đi cô ơi, vậy tôi coi rồi tôi xử lý cho. Trong cuộc sống anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Vậy mà ế ha. Bởi vì em nói em chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. Được. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Cười đẹp là được chứ. Cái điểm nào em không thích không? Bạn nó hói đầu thì phải nữa. Ghét cái vụ hói đầu lắm nha.
Trời ơi, bên này hói quá hói luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Ngày ăn ba bữa thôi à. Đây mập coi chừng này chắc phải 80 kg á. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu, ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè, cũng được vậy. Ừ. Một tuần 2-3 ngày cũng được. Nói chạy lên, từ Long An nói lên Bến Lức chứ gần Sài Gòn. Gần à. Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Gì? Đi rồi đường, đường cao tốc á, quẹo cái rào là tới đúng không em? Dạ. Dạ đúng rồi. Mà ra đi xe hơi. Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, cho vợ con mình sau này chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định, ở chung với bố mẹ. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Tính hay cằn nhằn rồi quản lý nhau quá. Hẹn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi đi với ai, đi mấy người, bao giờ về, quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Vậy chứ em đi chơi với ai? Thì ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói là đi với bạn vậy thôi. Là phải tin tưởng nhau đúng không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu lý tưởng em mà dễ thương là như Jimmy cũng được. Trời ơi, sao cao dữ vậy? Không, cô này thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động. Ha, bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không thôi ha. Dạ. Sao chị? Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại anh trai với lại bạn. Ê, em cũng chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Thì em là Lam, em là anh hai của Hoàng Xuân. Thì về cái khoảng cách đó, ở dưới nhà em lên trên đây cũng không xa lắm đâu. Tại vì bản thân em là minh chứng rồi. Em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn. Mỗi ngày? Mỗi ngày. Em nghĩ hẹn hò giữa hai em thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Em nghĩ là vậy. Sao anh đi làm trên này anh không lên đây ở luôn đi? Tại vì gia đình cũng đơn chiếc á, cũng hai anh em á. Rồi cái nhà mình đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. Thì ba mẹ cũng muốn bán ở trên quận 10 nè. Thì ba mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình vậy đó. Còn trường hợp mà dù như sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì cũng vô tư thôi, bình thường không sao. Bến Lức giờ ngon lắm nha em. Dạ. Không giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái. Vậy Sưng nhậu dữ không? Sưng nó nhậu được. Nhậu được. Nên nói chung là Sưng nó cũng có gen di truyền của ông. Còn ba với em thì không có nhậu. Mà hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung là nhìn em cũng dễ thương, nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình nữa thì cũng rất là hợp với nhau. Hai em thì cũng nên cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu với nhau. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán đó, bên kia nó vậy đó. Anh với Sương là giống nhau á. Thấy sao? Dạ được, được rồi. Tại nhìn anh trai mà đẹp trai là chắc em cũng đẹp rồi. Trời ơi. Quan trọng lúc nãy anh nghe em nói là em thích nụ cười đẹp á. Dạ. Thì anh nghĩ là nụ cười của Sương có thể là cuốn hút em. Anh tin là vậy. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Xuân nó tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là cũng một lợi thế. Tại Xuân nó cũng thích ăn ngon. Cô này nấu ăn ngon, tự tin đúng không? Dạ. Vậy là ngon tự rồi. Nói chung nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng không bắt buộc em phải làm dâu hay làm gì đó. Cứ thoải mái. Nói chung là... Tại anh vì còn anh nữa mà đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc hết. Giờ nhà cũng có chị dâu đó thì nói chung thì cũng thoải mái lắm. Anh cũng nghĩ là sẵn hai em cũng đến chương trình này rồi thì cũng có cái duyên với nhau. Thì anh nghĩ là nên hai em nên cho nhau một cái cơ hội, bấm nút để tìm hiểu rồi. Biết đâu đó có thể tương lai chúng ta là người gia đình. Rồi, cảm ơn rồi, anh. Cảm ơn em. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với chị gái, chị họ, với là đồng nghiệp của em ạ. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào em. Đối với tiêu chuẩn của em đưa ra thì em thấy anh này là nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó. Nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Quỳnh Linh có nói là mập, không mập đâu em. À. Rất là vừa người em ạ. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em cũng thích nữa. Dạ. Chị ơi, em cũng muốn lên đó. Chị ơi, của em. Không, em nhường. Chị nhường cho em liền. Nhưng mà ý là em cũng thấy anh này là tính có vẻ là rất là hiền. Rồi ăn mặc thì có vẻ chỉnh chu hơn. Em của em thì nhìn ở ngoài tiếp xúc cũng hiền, nhưng mà đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm luôn. Hơi men đó, phải không? Nam dạ, tính dạ, hơi không? Men á. Bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men. Nhìn vậy thôi chứ không phải nhưng vậy đâu. Nhưng quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Dạ, cái đó là hỏi em thôi chứ em cũng biết là thích trai hay thích gái luôn. Trời ơi, vậy luôn á hả? Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Thời gian dành cho hai bạn em nha đó. Anh có
cũng món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Dạ, cảm ơn. Rồi đó, bạn gái với bạn trai sao? Nãy giờ em nó thích rồi, nên là giờ còn thích nữa. À, anh thì anh thấy em rất là dễ thương mà, da trắng dễ thương. Hẹn hò thì mình có hẹn hò ở thành phố hay gì đó cũng được. Giờ muốn hẹn hò với em là anh phải chạy từ nhà anh lên chỗ em hả? Ừ, vậy đó. Thế giờ anh định tuần hẹn mấy lần? Tuần 2-3 lần cũng được. À, 2-3 lần cũng được ha. Ừ. Gia đình bán ở quận 10 mà. Anh làm thành phố luôn kìa. À, vậy là yên tâm rồi. Rảnh qua bán rượu luôn cũng được. Anh có biết uống rượu không? Ít ly, uống ít ly thôi. Biết hút thuốc không? Không à. Ít ly là y lít đó em. Y một lít. Uống là con ly rồi đúng không? Nhưng mà uống gà uống hoài không bỏ được uống cái ly. Uống một ly mà một lần anh cũng ít à. Dạ được rồi. Nói chung là cô cũng được hết trơn. Làm như muốn chồng tới nơi rồi. Em hát bài tặng bạn trai nghe đi em. Thuyết phục ảnh đi chứ chị thấy là em là muốn rồi đó. Nên em thuyết phục ảnh đi. Nếu chiều nay không có anh, ai sẽ đưa em về? Trời sắp đổ mưa ngỡ, sao anh còn đứng đó không nói một lời? Có phải anh giận em? Có phải anh giận em? Luyến lên chứ em nè. Khắc đáp liền em trai. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường, cùng anh đi bán sơn. Đi đến những nơi xa xôi, đi đến những nơi... À, anh quên mất rồi. Có chút rụt rè. Hồi chung là anh trai hơi nhút nhát. Nói chung là có ý là được rồi. Anh thấy anh sao? Xinh, dễ thương. Hợp với lại ý thích của anh. Biết nấu ăn nữa là anh thích lắm á. Dạ biết. Ừ. Em cũng biết nấu ăn, nhưng mà tại vì em thường hay nghiên cứu món ăn lắm, nên là có những cái thứ mà em mới nấu lần đầu á. Cũng được, để anh thử cho. Kể một vài món cho anh nghe coi anh hấp dẫn không? Canh chua, cá kho, thịt kho gì đại loại là để ăn cơm bình thường thôi, gỏi gì này kia thôi. Còn những cái món mà cao sang nhà hàng quá thì em phải nghiên cứu từ từ. Vậy là nấu cơm cho gia đình ăn được rồi. Dạ. Ủa nhưng mà anh không biết nấu thiệt luôn hả? Anh không biết nấu nhưng mà anh phụ em được. Phụ được đúng không? Ừ. Chung là miễn cưỡng thì được đúng không? Được, anh phụ này lặt vặt rồi đó. À lặt vặt được hả? Phụ là được rồi. Ừ. Chứ đừng có để mà tự nhiên để đó, em làm một mình ơn xong rồi bỏ em vơ vơ đó. Trời, em làm này kỳ quá. Vơ vơ. Nữ tiền bạc về á, làm giữ ai giữ? Tiền bạc thì chắc anh đưa em giữ. Anh nhiều khi anh cũng không giữ được. Chắc rồi nha, nhớ nha. Thôi bây giờ tôi thấy nãy giờ ở dưới nói bạn nữ thì men rồi. Nãy giờ thấy bạn nữ tấn công bạn nam cũng nhiều rồi. Bây giờ bạn nam phải chứng tỏ là mình là nam nhi đại trượng phu. Bây giờ em làm gì đó có thể em tiến lên nắm tay cổ hoặc là nói một cái gì đó. Nói một cái gì đó hoặc em tỏ tình gì với cổ coi. Anh xin phép được nắm tay thôi. Dạ thôi nắm đi. Em có yêu bản thân của em không? Dạ có. Em thì làm tình địch với anh đi nha. Hả? Thì em làm tình địch với anh nha. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Tôi không hiểu gì chơi vậy. Thôi em hiểu được rồi. Ý là em nói là em yêu bản thân em, ảnh cũng sẽ yêu bản thân em, cho nên là hai người sẽ làm tình địch. À, hôm nay tôi được khai sáng. Cao siêu quá. Bà Mai thua. Em có thể nói ý nghĩa món quà hôm nay em tặng cho bạn đi. Dạ. Thứ nhất là anh không phải tặng hoa, tại vì hoa là để em nhìn nó tàn úa. Thứ hai là anh cũng phải tặng son. Tặng son thì mỗi lần đi với anh thì em cũng bị phai thôi. Chứ anh tặng cái gì? Anh tặng gì? Anh tặng nước hoa. À, lưu giữ mùi đúng không? Ừ. Còn em món quà em tặng anh là một quyển sách mà em rất là yêu thích. Nhưng mà anh về coi sách thôi. Còn cái bìa ngoài là đừng để ý. Tại cái bìa ngoài em tự gói nên nhìn không có được đẹp lắm. Không sao, quan trọng tấm lòng là được. Dạ, tấm lòng là được. Dạ. Thôi đủ rồi, cặp này đủ rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Nhấn nút là chúng ta tiến xa hơn đến cái chuyện kết hôn với nhau, chứ phải nhấn nút để chúng ta uống cà phê với nhau nha. Hãy đưa ra cái sự chọn lựa của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Phần quà của em đi nào. Nắm tay nhau đi. Đấy, mạnh mẽ lên nào. Hãy làm nhiệm vụ của tình yêu. Hôn nhau. Em thích phép chạy em hôn em gái rồi chạy. Bây giờ em gái hôn em trai cái mới hay nè. Dạ, mạnh mẽ mà. Đúng rồi, có gì đâu.
dễ đó gì đâu. Rất dễ thương, anh thích những người như vậy đấy. À, giỏ hoa tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm, để anh và anh sẽ đọc. Dạ. Em thì... đi em. Dạ. Mình tự giới thiệu về bản thân xem nào. Dạ vâng, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và chào toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay cũng như là đang xem đài ạ. Em xin chào nhà trai ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Ngô Thị Mai. Thì năm nay em 28 tuổi và em đến từ Đắk Nông. Dạ, hiện tại thì em đang ở trọ Thủ Đức và em làm việc tại quận 4 ạ. Dạ, con làm bên ngành bảo hiểm nhân thọ ạ. Rồi mời bạn trai. Mina konnichiwa. Watashi wa Lý Tuấn Tú desu. Nansai wa Sanshuni desu. Giờ em dịch lại tiếng Việt. Lần nói đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả các bạn đang xem truyền hình cũng như tất cả các bạn đang ngồi trên khán phòng. Em tên là Lý Tuấn Tú, năm nay 32 tuổi. Thì hiện đang sống và làm việc tại Củ Chi. Thì em đang làm lái xe nâng hàng bột cho công ty thực phẩm. Lái trong công ty chứ không phải lái ở ngoài đường, cho nên em đừng có sợ lăng nhăng nha em. Tú lái xe, nhưng sao Tú lái biết tiếng Nhật? Tại vì đó em đi hợp tác lao động 3 năm, từ năm 2015 đến năm 2018. Dạ. Rồi, nhà gái cho chúng tôi biết một chút ưu điểm, khuyết điểm nào. Thì ưu điểm của con đó là biết lắng nghe, chia sẻ. Đôi khi con có thể truyền được cái năng lượng tích cực cũng như là tiêu cực đến với lại người đối diện. Tại vì cái mặt con kỳ lắm, vui buồn gì là nó thể hiện hết lên mặt luôn. Và đồng thời thì con thấy con có một cái ưu điểm nữa là chơi khá là thân với lại các em bé dưới 10 tuổi và người lớn trên từ 70 trở lên ạ. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ vâng, tật xấu thì cũng không ít đâu ạ. Chắc là con hay quên với lại thiếu tập trung. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thì làm việc nhiệt tình. Đặc biệt là đúng giờ. Em thì em người ta hẹn em mấy giờ thì em phải bắt buộc phải đến đúng thời gian đó, không được đi trễ. Tốt. Tự nhiên là em làm bên Nhật 3 năm là quen cái cũng như là cái nội quy, cái phong cách làm việc của người Nhật là em cũng học tập được cái đúng giờ cái, đúng giờ anh. Dạ. Nhược điểm của em chắc là hơi nhát với lại hơi ngại trước những người đẹp. Dạ. Không mấy mối tình rồi. Dạ em có hai mối tình, mà một mối tình đơn phương và một mối tình cũng bình thường anh, cũng lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ cũng 7-8 năm anh. 7-8 năm mấy trước năm? Yêu 2 tháng à. Trời ơi. Thì cũng như là bạn đó cũng còn nhỏ tuổi. Có một ngày là bạn em thấy là bạn đó cũng như là còn ham chơi quá, tính tình chưa có chín chắn á. Em thì em cũng muốn là bạn gái mình chín chắn rồi lo sau này nữa, cho nên là em chủ động em chia tay. Trời ơi. Dạ. Còn mình có mấy mối tình rồi con? Dạ con thì con tính có mối tình thì con trải qua 2 mối tình. Dạ mối tình đầu tiên ấy thì gọi là mối tình gà bông thì không tính rồi. Dạ mối tình thứ hai thì cũng chỉ kéo dài được 2 tháng thôi. Cái mối tình thứ hai nó đến chưa đúng thời điểm cũng như là chưa đúng người. Tại vì bạn này á thì không có đem lại cái cảm giác an toàn cho con là cái thứ nhất. Khi mà bạn với con nói chuyện thì con cảm thấy không có hợp và bạn cũng không có cái định hướng là con thì con thích kinh doanh. Thì bạn cũng không có cái định hướng sau này kinh doanh, tức là bạn sống quá án phận. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương thế nào là tả thử coi giống bên đây không? Đúng rồi, con tả thử coi để cô qua cô coi coi nha. Về ngoại hình á thì hello. Dạ về ngoại hình á thì đi với con thì cân xứng, cũng đừng có trội hơn con là được. Tức là đẹp trai quá. À con không thích đẹp trai quá. Cái đó thì anh bình thường em đừng lo nha. Dạ. Cao bao nhiêu nè? Dạ con cao 1m6. Mình là mét nhiêu nè? Dạ em 1m74. Rồi quá cân xứng rồi. Dạ nữa. Còn về tính cách á thì là một người có trách nhiệm với gia đình, biết tôn trọng lẫn nhau, khi mà gặp khó khăn gì thì cũng nên ngồi lại để chia sẻ cũng như là cùng nhau giải quyết vấn đề. Mình nghe ba cái hạng mục đó là mình thấy mình có được mấy hạng mục? Dạ 90% chị. Rồi con ghét nhất cái tính gì của đàn ông? Thì ghét thì con không có ghét, nhưng mà chắc con không có thích những người đàn ông mà dính phải bốn thứ đó là tứ đổ tường. Đàn ông mà em cũng uống rượu một xíu, nhưng mà ít thôi, chút xíu thôi. Người ta uống 10 phần thì em chỉ uống 1 phần thôi. Gái gốc thì em nghĩ là đó giờ không có rồi. Ba mấy tuổi mà chưa có, thật sự có mối tình cũng như không à. Dạ. Nè con có tin dị đoan không? Có coi cần coi tuổi không nè? Con là người Bắc thì mẹ con cũng khá là tâm thiên. Bây giờ con hợp với tuổi gì? Dạ con thì con hợp với những cái tuổi 88, tuổi Thìn. Tuổi Thìn, cưng tuổi gì? Dạ, dạ em tuổi Thìn luôn chị. Rồi thôi xong, vậy là xong, giải tỏa luôn. Được rồi đó.
Chị coi tả coi có đúng bên đây không? Phụ nữ thế nào? Nữ chỉ cần cao 1m55 trở lên, hoạt bát vui vẻ, nói chung là biết nó ăn một chút xíu là được. Quá đơn giản rồi. Dạ con nấu ăn thì quá tuyệt vời rồi. Rồi thôi xong. Dạ. Dạ. Đi với ai? Dạ hôm nay thì em đến chương trình với em gái em ạ. Rồi chào em gái. Con chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Con là em ruột của anh Tú. Con thấy chị Mai thì hiền, dễ thương, xứng như anh Tú. Hai người anh chị có nhiều cái sở thích giống nhau. Nó con đi với ai? Dạ hôm nay con đi với lại anh trai của con và một người bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và toàn thể quý vị có mặt trong khán đài ngày hôm nay ạ. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Hải, là anh trai của Mai. Thế bạn trai này có vẻ hiền lành, tự tin và đặc biệt mình thích nhất cái tính của bạn đó là bạn làm trong tin Nhật á, nên cái tác phong công nghiệp rất là cao. Mình cũng mong muốn là bạn có thể chia sẻ cho mình một chút cái kế hoạch về tương lai khi mà cưới nhau á. Cưới nhau thì chắc chắn nó sẽ không phải màu hồng đâu, mà nhiều khi nó màu đen á, nhưng mà mình hy vọng mình cố gắng biến cái màu đó thành màu nâu cho đẹp hơn xíu. Nâu cũng còn ấy lắm em. Nó phải là cái màu xanh xám đi, ví dụ xám trắng đi, ví dụ vậy là ok. Thì cái dự định của mình sắp tới á, thì mình đang chuẩn bị học ngành dược, là học 2 năm rưỡi là trung cấp dược. Ra là mình có thể đi làm nhà thuốc, hoặc là mình mở một cái tiệm riêng. Bởi vì mình cũng có một cái số vốn nhỏ rồi đó. Hoặc là sau này mình thích buôn bán, hay là mình thích ở nhà làm cái gì chăn nuôi hay gì thì buôn bán kinh doanh thêm cũng được. Cái này mình khuyên lời khuyên chân thành cho dành ngày mai á. Mai ơi, bấm đi nhá. Đó. Mở nào. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Bắt đầu đi em. Đến đây thì mình cũng có giỏ hoa tặng bạn. Dạ em cảm ơn anh, em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách. Em cũng khá là thích cuốn này. Dạ anh cảm ơn em. Dạ rồi. Thì anh cũng thích đọc sách lắm. Để anh giờ anh sẽ đọc. Dạ. Em thì mình bây giờ mình đang ở Sài Gòn hay là mình ở quận mấy em? Hiện tại thì em đang ở quận Thủ Đức và em làm việc ở quận 4. Thường thường cuối tuần mình em thường hay đi đâu chơi nhỉ? Bình thường cuối tuần đó thì em sẽ về gia đình hoặc là em sẽ đi leo núi Thị Vải. Anh cũng thích leo núi lắm. Dạ, thì khi nào có gì thì hai anh em mình đi chung. Thường thường thì cuối tuần thì anh hay đi xem phim, nghe nhạc, xem thể thao, em có thích không? Dạ, thì cái này thì em cũng nói thích thì cũng không thích đâu, nhưng mà cũng không có ghét. Dạ. Bây giờ anh là con cả trong nhà đó. Thì không biết là em có ngại về cái vấn đề mà mình về mà ở sống chung với gia đình anh không? Thực sự thì em cũng không có ngại về vấn đề làm dâu. Hiện tại thì mẹ em cũng có ở một mình thôi và em cũng muốn sau này mẹ em có thể ở cùng với em. Nói làm dâu thì thôi, như sau này có điều kiện á thì mình có thể để dành một số vốn này nọ thì mình có thể mua đất, mình xây nhà ở ngoài riêng. Còn trước mắt thì anh có nhà sẵn ở Củ Chi á. Thì mình cứ ở nhà anh trước, rồi sau này thì có điều kiện thì mình sẽ tính xa hơn nữa. Trước mắt là như vậy. Bạn trai sẽ nắm tay bạn gái để cảm nhận mình xem cảm xúc khi mà tay nắm với bàn tay thế nào, và nói cái gì đó, hát cái gì đó cũng được. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi đến cuối chân trời. Con đường. Nói chung hát được. Nói đi, nói với em gái gì đi. Thì lần đầu tiên đến với chương trình thì mình đã cũng nói chung là cũng tuổi cũng hơi lớn rồi đó. Cho nên là anh nghĩ là mình cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Tìm hiểu xong thì mình có thể tiến xa hơn. Em thấy nãy giờ là những cái quan điểm với lại cái cách nói chuyện của anh cũng khá là trùng hợp với lại cái quan điểm của em. Dạ. Vậy báo nút nha. Cảm giác trái tim rung động, bấm luôn, không chần chờ gì cả. Đó. Còn nếu như cần suy nghĩ thì ta lắng lòng mình lại, kiểm tra một lần nữa con tim ta mình xem. Ta bấm rồi. Rồi. Đó. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đấy, đẹp đôi. À rồi xin linh phép hôn má luôn. Xin phép anh trai mình hôn má.
được rồi. Dạ. Chúc hai em sẽ sớm hiểu nhau và sớm đưa ra quyết định hạnh phúc cho hai đứa nha. Là một năm đó là chỉ quen trên mạng, trên radio thôi chứ chưa gặp mặt. Dạ dạ dạ. À rồi tới hồi gặp mặt rồi sao? Dạ hồi gặp mặt thì em cũng thích chị. Xong rồi em cũng tỏ tình với bạn gái em luôn. Tỏ sao? Dạ. Lúc em tỏ tình sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em, cái cậu đồng ý. Em nói là anh biết yêu em hả? Sao? Nhưng mà cậu biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Vẫn không, gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi, cái em mới, lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cái lúc mà em khai ra cái cô ấy cảm thấy bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận, cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Bỏ thì gạt người ta làm chi vậy không biết à. Thôi rồi nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cô sợ là quen người chưa tuổi gì thành niên. Cô trốn luôn chứ. Dạ mối tình thứ hai của em á thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Rồi lớn sao? Tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. Tại sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi cũng xa. Ai mất cảm giác luôn. Dạ, ai mất cảm giác? Dạ hai bên. Rồi chia tay ha, hai dạ. Bạn cũng giống nhau. Kỳ lạ vậy. Quen người ở xa. Ô cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường rồi được rồi chị. Trời ơi chị cảm ơn em. Đẹp như chị chứ đừng lớn tuổi như chị nha. Dạ dạ. Rồi khi mà em gái nghe cái chia sẻ của ảnh, cái vụ mà anh gạt cái cô kia đó, rồi em cảm thấy sao? Tại vì em cũng nghĩ đó là bình thường, tại vì sao này anh đã nói lại là anh nói thật. Ờ mà cổ dạ. Không chịu dạ. Với em vậy em chịu không? Chừng nào rơi vô em mới biết được chị. Rơi vô mới biết ha. Dạ. Em trai ngoài cái đó em có cái mà yêu cầu gì ở bạn gái không? Chiều cao, cân nặng hay là cái cá tính như thế nào, em thích người như thế nào, em diễn tả chi tiết để cái. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào khán giả. Chào em. Em tên là Lê Minh Đức Vi. Hôm nay em 26 tuổi. Hiện tại em là thợ may áo dài. Là thợ may áo dài. Là gì Nguyên, em giới thiệu tên lại em. Dạ Lê Minh Đức Vi. Mê Lê Minh Đức Vi. Lê Minh Đức Vi. Tên giống trai Lê Minh Đức Vi. À may có chữ Vi ha. Lê Minh Đức Vi 26 tuổi em hả? Dạ. Em làm nghề may áo dài. Áo dài là mình may đi mình may cho người ta hay là mình may ở nhà mình hay sao em? Dạ may cho gia đình. À may cho gia đình. Dạ, nghề của gia truyền. À nghề áo dài truyền thống hả em? Dạ. Nghề gia truyền của có nhà. Có may áo thời trang hết luôn. À hay quá dạ. Ha. Rồi. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Nhân Thuận. Quê em ở Tiền Giang. Hiện em đang công tác ở quận 7 bên ngành điện lạnh. Tiền Giang là huyện nào? Dạ em ở huyện Cái Bè. Huyện Cái Bè ha. Dạ. Rồi bạn lên thành phố lâu chưa? Dạ gần 10 năm. 10 năm rồi, sống ở đây với ai? Dạ mấy anh em cũng ở trên Sài Gòn. À ở trọ hay là ở nhà? Dạ ở trọ. Ở trọ. Thôi mình nói chút xíu về cái ưu điểm khuyết điểm của mình đi bạn. Dạ ưu điểm của em là không hút thuốc, không rượu chè. Dạ gì không, nữa không gì nữa không gái gú, không tam đổ tường. Không gái gú, có trai gú không? Dạ không anh. Không phải không? Tam đổ tường là sao em? Người ta dạ. Tứ đổ tường mà em nói em không có tam đổ tường, vậy là em có cái gì tường? Dạ có nhậu chị. À không hút thuốc, không gái gú, có nhậu một chút đúng không? Mà dạ. Có nhậu nhiều không? Dạ cũng ít rồi chị. Ít là nhiều chứ, trai miền Tây nhậu dữ lắm à. Rồi nhậu xỉn thì làm gì? Dạ thường vô nhậu xỉn vô thì làm gì? Dạ ngủ rồi chứ đâu gì chị. À ngủ được chứ đừng có quậy nha. Dạ nhậu xong rồi có phá làng phá xóm gì không? Dạ đâu có chị, tuổi trẻ mà đâu có. Vậy thì cũng không sao, nhậu nhưng phải biết chừng mực nha em. Dạ rồi. Công việc thôi chị. Tật xấu là gì, có tật xấu gì không? Dạ cũng nhiều lắm anh. Thí dụ? Dạ cũng làm biến. À. Làm biến nhất hay luôn ha. Miền Tây hay gọi là mình làm biến nhất hay á. Rồi gì nữa? Hay ngủ nướng. À làm biến ngủ nướng rồi gì nữa? Chung là... À ngủ nướng. Nhát gái mà. Không... Nhát gái. Ngủ nướng mà làm biến nữa rồi có tắm rửa nhà cửa, có quét dọn gì không?
Dạ, nhà nửa tháng quét lần chị. Tắm cũng cỡ nửa lâu. Tháng tắm lần đúng không? Dạ, tắm ngày nào cũng tắm. À, được, chứ tưởng đâu nửa tháng tắm lần luôn chết luôn à. Rồi, mời bạn gái. Ờ, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em làm khi em làm việc em rất là tập trung. À. Dạ, còn khuyết điểm của em thì bao la. Bao la luôn. Rồi, thử thử vài điểm, vài khuyết điểm. Dạ, nào. Em mê chơi game. Mê chơi game? Dạ. Rồi, cái gì nữa? Thì trong cái lúc em chơi game em rất là nóng, nên không thích ai mà tác động vô á. Để tập trung chuyên môn á, phải không? Dạ. Mà thường em chơi game là ai là người hay tác động em nhất? Dạ, anh hai em. À, là hay nóng với ổng lắm phải không? Dạ. Ổng không cho chơi cái gì? Không, dạng như là phá em á chị. Ngồi chê em chơi dở này kia vậy đó, rồi em phản xạ tự nhiên. Em làm gì ổng? Dạ, thì tay em hơi nhẹ vô người ổng. Hơi nhẹ thôi hả? Dạ, hơi nhẹ, đánh nhẹ chị, nhẹ trong mặt á. À, đánh nhẹ, thiệt nhẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Không phải là xấu mà là em thích chế biến món ăn đó chị. À, vậy tốt chứ, chế biến gì? Không, là em chế, chứ không phải là em chế món này với món kia đó chị. Ví dụ như món gì với món gì? Dạ, mì em nấu với cháo. Cái gì? Em ăn mì với cháo á chị. Mì gì? Mì gói á hả? Mì gói xong em bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra? Dạ, rồi em nấu với cháo. Nấu với cháo. Xong rồi cá mòi rồi em nặn chanh lên em ăn. Bỏ cá mòi vô rồi nặn chanh lên ăn. Ăn được không? Dạ, em ăn thì em thấy ngon á. Ngon lắm hả? Dạ. Để lát về chị làm thử coi, gọi là mì gói. Bóp ra. Dạ đúng rồi. Xong chị rồi có nấu thể cháo. Nấu cháo bịch cũng được. Nấu cháo bịch cũng được. Rồi cháo kia cũng được. Rồi đổ cá mòi vô. Dạ. Dắt chanh lên. Nhưng mà cá mòi chị hơi dầm ra xíu. Cá mòi dầm ra dắt chanh lên. Dạ. Mọi người về làm thử món nó ăn thử coi sao nha. Còn món gì nữa em? Còn món đó là anh hai em hay kêu em chế linh tiên sinh lắm. Cái gì? Chế là chế từ luôn nhưng mà kêu bảo em là chế linh tiên sinh đó. À, chế linh tiên sinh rồi em chế. Dạ. Gì nữa đâu, món nào? Làm đó? Bò viên á chị. Ờ, bò viên. Xong em sắt ra. Sắt ra. Kho với tàu hũ. Xong rồi sốt cà. Kho với tàu hũ sốt cà. Dạ. Anh nói ăn là ghét cái mặt anh như bò viên luôn. Em mai mốt em chế ra cái món cá hồi, em xay nhuyễn, em bỏ đường, vắt chanh làm nước chanh uống ngon lắm em. Món nó cũng lạ. Cảm nhận của bạn nam sao khi nghe những món ăn của bạn nữ? Nghe. Ăn được không em? Dạ chắc em cũng gán chị. Gán ăn đi em. Kệ phụ nữ mà người ta hay sáng tạo ha. Okay. Không mà tại em thì em hay nấu ăn, em cũng có chút sáng tạo. Ủa nữa hả? Dạ. Em sáng tạo kiểu gì, món gì lạ hơn bên đó không? Dạ. Có món nào lạ hơn bển không? Không có lạ, nhưng mà tự em nấu mà những cái món không có hợp nhau mà em nấu chung. Miền Tây có món cá tra nấu chè ngon lắm em. Trời ơi. Em thử thôi, làm. Thôi bỏ qua mấy món ăn đi. Mình vô tình trường giùm em. Cá tra mà nấu chè ăn tôi nó ấn tượng lắm. Rồi. Sáng tạo, phải sáng tạo tới vậy luôn á. À, mình trải qua mấy mối tình rồi em gái? Dạ em trải qua một mối tình. Một? Dạ. Bao lâu? Dạ hơn năm chị. Lý do sao chia tay em? Dạ tại vì xa quá. À xa quá, chị tưởng đâu tại em cho anh ăn mấy món đó là anh chia tay chứ. Anh ở đâu mà xa, quen ở đâu mà xa? Dạ Cà Mau chị. Cà Mau? Dạ. Rồi quen năm rồi tình yêu chưa đủ lớn rồi xa mặt cách lòng rồi chia tay luôn. Dạ. Rồi từ đó tới nay là không ai đeo đuổi hết? Dạ có nhưng mà em chưa thấy phù hợp. Rồi ok. Bạn trai tình trường sao em? Dạ em được hai mối tình chị. Rồi. Chị mà nãy cũng nói nhát gái. Mà hai mối tình luôn vậy đó hả? Dạ. Mối tình đâu có nhát đâu. Ai ai cua ai trước? Dạ mối tình đầu tiên của em là năm em 17 tuổi á. À. 17 tuổi. Tuổi. Em cua trước hả? Vậy bạn gái thì nhiêu tuổi? 15 hả? Lúc đó em mới lên Sài Gòn nghe radio á chị. À. Cái em mới làm quen trên sóng. Ừ. Làm quen trên sóng xong cái ông chủ uống suối á, ông nói là cô đó 22 tuổi. À. Cái ông suối em á nói là nói lớn lớn hơn người ta mới kêu bằng anh. À. Chứ nói mà nhỏ hơn người ta kêu bằng em là quen không có được đâu. À. Xong cái em mới nói em 24 tuổi. À. Dụ dỗ con gái là cuối cùng quen cô đó 22 tuổi. Dạ. Rốt cuộc là mình 17 tuổi. Dạ. Rồi quen có gặp mặt nhau ngoài đời không? Dạ quen được một năm thì em mới qua bên nhà bạn gái em chơi. Là một năm đó là chỉ quen trên mạng, trên radio thôi chứ chưa gặp mặt. Dạ dạ dạ. À rồi tới hồi gặp mặt rồi sao? Dạ hồi gặp mặt á thì em cũng thích chị.
Xong rồi em cũng tỏ tình với bạn gái mình luôn. Tỏ à. Sao? Dạ. Lúc đó em tỏ tình sao? Lúc đó là em hẹn bạn gái em đi Suối Tiên chơi. Rồi em nói sao? Xong rồi em nói em thương bạn gái em, cái cô đồng ý. Em nói là anh biết... yêu em hả? Hay sao? Nhưng mà cô biết em là 17 tuổi không? Dạ không chị. Vẫn không, gặp mặt mà cũng không biết luôn hả? Dạ quen được một năm rồi á, cái em mới lúc đó em cũng thấy thương rồi nên em khai thiệt. Cái lúc mà em khai ra cái cô ấy cảm thấy như bị lừa dối á chị. Cô quê cô bỏ em luôn. Cái tự nhiên cô giận, cái cô bỏ về quê cô lấy chồng luôn. Trời ơi. Bởi vì gạt người ta làm chi vậy không biết nè. Tội rồi. Nhỏ. Rồi mối tình thứ hai. Hay là cô sợ á là quen người chưa tuổi gì thành niên cô trốn luôn chứ. Dạ mối tình thứ hai của em á thì cách nay khoảng 2 năm chị. Rồi. Dạ em cũng quen được 2 năm. Rồi lớn sao? Tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn? Dạ nhỏ hơn em 1 tuổi. Rồi sao chia tay? Dạ cô ấy đi xa làm việc á. Xong rồi cái xa cái cảm giác nó mất cảm giác. Rồi cũng xa. Ai mất cảm giác luôn. Dạ. Ai mất cảm giác? Dạ hai bên. Rồi chia tay ha, hai dạ. Bạn cũng giống nhau. Kỳ lạ vậy. Quen người ở xa. Ôi cha, hai mối tình này cũng lạ ha. Giờ mong muốn kiếm người bạn gái như thế nào em trai? Dạ đẹp như chị Cát Tường là được rồi chị. Trời ơi chị cảm ơn em. Đẹp như chị chứ đừng lớn tuổi như chị nha. Dạ dạ. Rồi khi mà em gái nghe cái chia sẻ của ảnh, cái vụ mà anh gạt cái cô kia đó, rồi em cảm thấy sao? Tại vì em cũng nghĩ đó là bình thường, tại vì sau này anh đã nói lại là anh nói thật. Mà cổ dạ. Không chịu dạ. Như em vậy em chịu không? Chừng nào em rơi vô em mới biết được chứ. Rơi vô mới biết ha dạ. Em trai ngoài cái đó em có cái mà yêu cầu gì với bạn gái không? Chiều cao, cân nặng hay là cái cá tính như thế nào? Em thích người như thế nào? Em diễn tả chi tiết đi. Dạ cao chừng 1m50 trở lên là được chị. Rồi. Với lại em thích người phụ nữ có gia đình hiền. Rồi. Xíu được chị. Có cái điều gì không thích ở người phụ nữ không? Dạ đừng nóng tính quá là được chị. Rồi. Cô kia nóng tính nó chơi game mà nhào vô là con quýnh luôn á. Quýnh nhẹ. Còn em gái thích em thích tìm sao? Bạn trai thế nào? Dạ chào cao 1m9. Dạ em cao chào 1m2. Anh 1m9 chữ 20cm. Trời giật mình. Tưởng đâu 1m9 chứ. Rồi sao nữa? Dạ sạch sẽ. Sạch sẽ hả? Bệnh hơi làm biến nó không biết sao. Mày cũng nửa tháng mới dọn nhà lần đó. Rồi sạch sẽ, có sạch sẽ. Dạ hiền với có đạo đức là được. Hiền là được rồi. Đây hiền khô mặt coi vậy hiền khô à. Dễ thương lắm. Rồi. Dạ vậy được. Vậy được rồi ha. Dạ. Rồi chừng nào muốn lấy chồng? Dạ chừng nào con tim lên tiếng thì lấy. Bên kia lên tiếng lấy luôn? Không, con tim em lên tiếng. Con tim lên tiếng. Giờ lên tiếng, chuẩn bị lên tiếng chưa? Dạ chưa biết. Chưa ha, coi chút dạ. Lên tiếng nha ha. Dạ. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ ở dơ. Ở dơ? Dạ. Mày nửa tháng mới dọn nhà một lần, không biết có dơ hay không? Với lại... dạng như là không tôn trọng những cái nhân viên bán hàng á. Không tôn trọng nhân viên bán hàng là sao? Em cũng không biết diễn tả sao là như mình mua đồ không mua hàng gì đó. Tại vì bản thân em cũng là tiếp khách nên em cũng hiểu là ví dụ như mình mặc dù là mình bỏ tiền ra mình mua cái đó mình vẫn phải tôn trọng người khác. Tôn trọng người khác. Nhưng mà có những nhân viên bán hàng một ngày gọi tới 50 lần vô điện thoại đó, mua đất, bán nhà, bán cửa gọi hoài, em bực mình không? Không, là cái người mua phải lịch sự với người bán á. Người ta không mua cứ gọi hoài 50-60 lần rồi sao? Thì mình cũng phải vui vẻ chứ không biết. Vui vậy, cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Cảm ơn em đã gọi, cảm ơn em. Anh không mua, cảm ơn em. Vậy ha, cũng được. Nhớ nhà ai gọi bán đất, bán đai và tiền ngân hàng gì đó, cười sáng từ tối tới chiều cười hoài luôn nha. Rồi, được rồi. Cô bên kia là cổ, nói chung là cổ có lòng nhân từ lắm á. Dễ thương. Đàn gái là... Để tôi qua tôi coi nha không? Được á. Đàn dạ trai em. Cũng trắng như đàn gái luôn à. Làm dâu được không em? Dạ. Được phải không? Tốt. Rồi chào em. Ôi dạ, trời ơi sao nó tự. Ngược dữ vậy? Ây da. Đậm đà ha. Dạ. Muốn chừng nào lấy vợ được em?
Dạ chắc khoảng 1-2 năm chị. 1-2 năm dạ. Lâu vậy? Cũng 6 tháng đến 1 năm thôi chứ 1-2 năm lâu quá vậy. Dạ cũng còn trẻ mà chị. Trẻ hả? Dạ. Chung thủy không? Dạ có chị. Đó. Rồi mai mốt lấy vợ về mình có cái ý định mình sẽ lên cái kế hoạch mình sinh sống ở đâu, rồi mình lập nghiệp như thế nào để phát triển kinh tế gia đình, nuôi vợ nuôi con chưa? Dạ em thì bên ngành điện lạnh chị. Em cũng có dự định là nếu mà em có gia đình ổn định thì em về cái bè em mở cửa hàng điện lạnh. Dạ sống với cái bè. Bà sống với ba mẹ luôn phải không? Dạ cũng gần nhà. À là làm dâu đúng không? Rước vợ. Dạ làm dâu chắc không có làm dâu rồi chị. Tại em cửa hàng của em mở thì em cũng ở đó luôn chứ đâu có. À có dạ. Cửa hàng riêng mình ở cửa hàng luôn. Thì dạ dự định của em là vậy chị. Mà về chưa... cái bè hả? Em trai. Dạ cái bè chị. Cái bè nhưng mà em ở dưới bè ở trên bè. Dạ ở trên đường vậy. Trên đường. À. Mà bên nhà nhát gái mà chưa muốn lấy vợ nữa vậy ai đăng ký chương trình? Dạ ba mẹ em hối quá trời. À. Là ba mẹ hối mới đăng ký cho mình chưa muốn. Dạ cũng muốn rồi chị. Tại ba em thì tối ngày ông mở hoài luôn, ngày nào ông cũng mở hết. Mở gì? Mở bạn muốn hẹn hò. À. Xem từ tập. Rồi mẹ em thì bắt cho em coi hoài nè, cho em thuộc lòng lên đây. Mà lên rùng quá. Nãy giờ đâu có thấy thuộc lòng gì đâu. Rùng quá trời. Rùng quá trời luôn hả? Dạ. Mà lên đây là nghiêm túc á, nhiều khi gặp người ta là người ta muốn cưới liền, phải cưới liền chứ để phụ nữ ta đâu có chờ lâu được tội nghiệp người ta, đúng không? Dạ dạ. Ba mẹ hối rồi là chuẩn bị hết rồi, được là cưới thôi. Dạ, cái nhiệm vụ em là làm sao cho con tim bên đây mà lên tiếng là coi như được. Nghe không? Dạ. Rồi, cố gắng lên nha. Ủa, ai đăng ký cho em tham gia chương trình? Cha mẹ. Ủa, cũng cha mẹ luôn hả? Dạ. Rồi, cha mẹ cũng mê chương trình mà muốn hẹn hò. Dạ, fan ruột luôn á chị. Thì ba ruột cũng mê. Fan ruột luôn. Fan ruột luôn. Dạ. À, rồi ba mẹ có nói là chừng nào gả không? Dạ, cha mẹ nói thì tầm khoảng 1 năm rưỡi. À, 1 năm rưỡi. Dạ. Rồi, vậy cũng được thôi, hai bên cũng xứng rồi ha. Cái thời gian, oh, hay ha, hai bên cha mẹ đăng ký cho tham gia chương trình. Nay có đi với ba mẹ không em trai? Dạ có đi với ba với em trai em. À rồi chào chú. Xin chào là chú Huyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Cô cha anh Thận. Chào cháu. Dạ anh chào mấy khán giả trong trường quay. Thận đây á thì nó ngoan hiền, lo cũng lo làm ăn nhưng mà có tính tình hơi nhút nhát. Chứ cái ngành đó là cái ngành sửa chữa điện lạnh. Rồi trước kia cũng có sửa xe sửa bọng nhưng có hơi nhậu chút, chứ còn ngoan hiền hiếu thảo với cha mẹ. Quê của bác thì ở gần Phương Trang á, của cái bè Tiền Giang á, mẹ nó đang làm ở thợ nấu ở đó. Dạ. Rồi dạ. Chú thấy con dâu tương lai thế nào? Bác nhận xét thấy dâu tương lai sao? Cháu đây thì thấy đẹp. Được. Cảm ơn. Nhưng mà bác mong hai con cũng cho nhau cái cơ hội. Rồi dạ cảm ơn bác trai. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với cha mẹ với dì. À đi cho cha mẹ với dì nữa. Dạ chào bác. Xin chào chú Quyền Linh đẹp trai. Xin chào cô Cát Tường rất là dễ thương. Dạ cảm ơn chú. Xin chào quý vị khán giả trong trường quay rất mến. Chú chào con. Dạ chào chú. Chú á thì không dám mới, con mới tiếp xúc với con có một chút à. Nhưng mà dạ. Chú có mấy điều chú muốn hỏi con. Dạ. Con vui lòng trả lời rất chân thật, để đến đây là phải nói chân thật. Dạ. Để tìm một người để mà trăm năm hạnh phúc. Thì bây giờ chú xin hỏi con cứ mạnh dạn trả lời. Anh em của con đông không con? Dạ, có 4 anh em trai. 4 anh em trai, con thứ mấy? Dạ, con thứ 4. Rồi, bây giờ chú hỏi con câu này. Nếu đem sự nghiệp và gia đình, thì con chọn cái nào ở trên? Con cứ trả lời tự nhiên. Dạ, sự nghiệp và gia đình. Gia đình chú. À, con chọn gia đình ở trên. Rồi nếu như trong khi con lập gia đình thì hàng trăm đức tính, thì con chọn đức tính nào quan trọng nhất khi con lập gia đình? Con cứ trả lời tự nhiên, con đừng ngại, bị đây rồi sự thành thật. Chắc chịu khó trong công việc quá. Chú có một cái câu nói như thế này. Người ta nói nguyên bá nhất ngôn vi tu thân, thì người ta trả lời lại là bá hạnh nhẫn chi vi thường. Tức là trong 100 đức tính để lập gia đình thì đức tính nhẫn nại, chịu đựng là hay nhất. Tại vì khi giả sử hai con thành hôn, chú xin lỗi nha, là chịu đựng cái xấu lẫn nhau mới hạnh phúc được. Còn cái tốt, ai cũng chịu đựng được hết.
quan trọng là chịu được cái xấu của người vợ mình thì mới được trăm năm hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm của chú nha. Và cái thứ hai chú nói cái này nó hơi nhẹ chút xíu, đại khái như chú ngày nay cũng như chú nghe lời vợ nó không hư con, thím nói gì chú nghe đó, chứ không phải chú sợ vợ. Tức là thím nói chú nghe là tại sao vậy, tại thường người vợ hay có những lời khuyên tốt cho chồng. Dạ rồi thôi, có bao nhiêu chú xin hết. Còn riêng về con á, con Đức Vy, tức là cháu nói với con như thế này, cái hạnh phúc hay không là do nơi hai con. Tức là con đừng có nhìn thấy cái tốt mà con tô mà hồng quá cũng không được. Con phải nhìn thấy cái khuyết của bạn đời của con, và con phải chấp nhận những cái khiếm khuyết đó cả cuộc đời. Và hai bên phải biết tha thứ và nhẫn nại cho nhau. Thì đây cha thấy rằng theo cái nhận xét của cha là cha đồng ý đó. Nhưng mà để cho thời gian tìm hiểu đi, rồi tụi con tiến tới thì cái phần của con thì cha mẹ cũng đã chuẩn bị cho con ha. Rồi tùy con. Rồi cảm ơn chú. Như vậy là hai gia đình cũng đã có góp ý rồi ha, chia sẻ rồi. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn. Mình mở rào ra, hai bạn gặp mặt nhau rồi chúng ta quyết định ha. Mở rào. Cảm ơn quà tặng anh em. Cảm ơn anh. Rồi đó, lần đầu tiên các bạn gặp mặt nhau, các bạn cảm nhận như thế nào? Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh dễ thương, mặn mà. Cảm ơn. Đen quá không? Em hơi xúc động, cha em nói em hơi xúc động xíu. Dạ. Em là làm đến mai áo dài luôn. Dạ. Dạ. Giờ đang mai ở dưới nhà luôn. Dạ, em mai cho gia đình em. Dạ. Thế bạn gái thế em học, học mai được lâu chưa ta? Dạ em học từ nhỏ. Học từ nhỏ, học mai từ giỏi. Từ 6-7 tuổi. Chị ba của anh cũng bên nghề mai á. Dạ. Cũng mai đồ như em vậy. Dạ. Cũng mai áo dài luôn á. Cũng mai quần áo, cũng áo dài luôn. Dạ. 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 Anh đi trên Sài Gòn như bao lâu anh về quê một lần? Chừng 1-2 tháng. Dạ. Nếu có đám tiệc thì về. Đi xa vậy có nhớ nhà không anh? Hôm nào mà nghe về quê cái là ngủ không được, nôn. Thì hôm nay anh đến chương trình thì anh cũng có một bài hát tặng em cùng quý vị khán giả. Ủa, một câu thôi. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng anh xin thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Dạ xin hết. Em cảm nhận như thế nào khi lần đầu tiên gặp cô gái này? Dạ. Em cảm nhận như thế nào khi mà lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này? Dạ nhìn rất là hiền và rất là xinh chị. Anh sai. Không à, nhìn thấy chung là em muốn người hiền hiền. Tim đập mạnh chưa? Có hồi hộp gì không? Dạ đập từ chưa? Đập từ hôm qua tới giờ luôn rồi chị. Đập từ hôm qua tới giờ, nhưng mà hiện tại giờ thấy cổ là tim mình có sao xuyến, có rung động gì không? Dạ có chị, giờ đang rung quá trời. Đang rung quá trời. Em gái hát lại đối đáp với bạn trai đi. Dạ vì em tặng cho anh với lại mọi người đây một bài, một khúc nhé. Em nằm em mơ một ngày trong veo, một mùa yên yêu, cánh đồng xa mờ, cánh cỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi ấy một dòng sông xanh, một bờ tóc xanh, đó là chân trời hay là bước cuối trời? Dạ. Rồi bây giờ cái kế hoạch mình hẹn hò như thế nào, hai em tính với nhau đi, bàn với nhau đi, kế hoạch hẹn hò kết hôn sao? Không biết sao ta.
Tại em thì em không đi xa được. Em đi xa xe là em hay bị say á. Xe có anh chở xe máy đâu có say. Ngồi xe máy có bị say không? Không say nhưng mà sợ cha em say. Cha em say. Hỏi bạn ấy ở đây giờ nào rảnh rồi đó. Với bạn cụ thể coi là sao đó. Hỏi công việc bạn đó là sao? Hẹn hò giờ nào, một tuần gặp bao nhiêu lần? Dạ. Trời ông nhát quá vậy ông. Ngày em rảnh giờ ngày nào anh có thể đi qua đón em thích gì, coi phim, thích uống cà phê hay thích chơi đá banh, ý thích chơi đánh banh gì đó, hỏi tới trong đi. Không biết khi nào em rảnh để anh có xuống chơi. Có thể hẹn gặp nhau. Nhưng thời gian thì em cũng bận suốt à. Nhưng mà thí dụ như anh sắp xếp, anh có thời gian rồi anh bạn với em thì em có thể cố gắng tranh thủ được. Tại anh ở trên đây thì cũng xa nên nếu mà chắc cỡ 1 tuần 2 tuần mới về được chứ không có về bình thường. Dạ cái đó thì em thông cảm được. Dạ. Biết cổ ở đâu không? Nhớ cổ ở đâu không? Không nhớ nữa. Còn ủa em ở đâu? Nãy nghe em gõ. Dạ em ở Cần Thơ. Cần Thơ cái bè sát bên nhau luôn. Dạ cũng qua gần. Cái cầu là tới rồi. Dạ cũng gần anh. Gần hả? Dạ gần. Đây anh chạy về với chắc chừng 4 tiếng. Chạy đâu mà về tới 4 tiếng? Dạ Sài Gòn về. À. Cái bè qua Cần Thơ gần lắm. Cái bè em vượt qua Vĩnh Long là em tới cái bè Cần Thơ rồi. Dạ. Ở chỗ nào? Hỏi luôn đi. Dạ em ở chỗ nào? Dạ em ở ngay trung tâm. Ngay trung tâm thành phố là... Ninh Kiều. Ninh Kiều. Dạ. Vậy cái qua phà Vàm Cống là chỗ nào ta có... Làm gì phà Vàm Cống? Vàm Cống là đi Long Xuyên ông ơi. Đi đâu xuống đó vậy? Đợi em có đi qua đó em chạy bị lạc một khúc nó cũng vô Cần Thơ. Trời ơi ta Cần Thơ đi đâu qua Long Xuyên. Mà em không nhớ rõ nữa. Tại em không có xuống Cần Thơ bao giờ nên em cũng chưa Cần biết. Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có anh bộ đội ngồi khều lá rơi. Cô này mà áo bà ba đẹp lắm á. Chiếc áo bà ba đó nhớ không? Dạ đẹp. Đẹp không? Đẹp. Nhưng mà giờ em thí dụ giờ hai đứa quen nhau, em sẽ một tuần mấy bao lâu mới về Cần Thơ một lần? Chắc khoảng nửa tháng, một tháng thôi. Rồi hai đứa tính thí dụ yêu xa vậy tính sao, nói với cổ nghe đi, cổ yên tâm. Thì cái công việc của anh thì trên này anh cũng làm bình thường nha. Rồi khi nào ổn định thì anh về quê thì đó ấy. Thì quen nhau thì nói chung yêu xa mà phải chấp nhận tin tưởng lẫn nhau thôi. Tại vì nếu thương nhau thì tin tưởng lẫn nhau để thay đổi vì nhau. Dạ. Dù cổ muốn về Cần Thơ sửa điện lạnh được không? Dạ được anh lạnh. Thì nói hứa với cổ đi. Thì... Nhìn cổ kìa, nhìn cô ra. Nói đi. Chắc thương em anh cũng về Cần Thơ anh làm dưới luôn quá. À. Nếu thương em thì anh chắc về Cần Thơ làm với luôn á. Còn ba mẹ anh thì sao anh? Ba mẹ thì mình ở đó cũng gần mà. Nếu mà về quê thì gần, chạy về thăm bình thường rồi. Giờ thấy trong lòng mình sao? Dạ. Thấy trong lòng mình sao? Dạ em thấy rất là thích bạn nữ ạ. Thích không? Dạ thích ạ. Muốn cô ấy cùng mình đi suốt cuộc đời còn lại không? Dạ muốn ạ. Muốn hả? Vâng. Bây giờ nói với cổ gì cho cô yên tâm đi. Nếu anh được đến với em, anh sẽ làm gì với em? Anh chăm sóc em thế nào? Nói đi, bằng cả trái tim của mình đi. Nói những gì mình đang suy nghĩ đó. Chứ cổ đang lo lắng đó. Ừ. Tại hơi xa xa rồi thấy em không có quyết liệt là cổ hơi lo đó. Nói chung mà nếu mà quen được em thì anh cũng sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em. Với lại nói chung là không có hứa đem cuộc sống giàu sang gì cho em. Nhưng mà nói chung là đủ để yêu thương em. Yeah. Dạ. Nếu ngày mai cũng nói nhá, máy lạnh nhà em hư thì sao? Dạ chắc em chạy xuống sửa liền. Nếu nó hư luôn thì sao? Dạ hư thì thay cái khác ạ. Bạn gái có cảm nhận như thế nào về người bạn trai đối diện?
Em nghĩ là anh chân thành đó. Chân thành, một chàng trai rất là mộc mạc luôn đó ha. Dạ. Đây là những con người họ sống rất là gọi là thật thà đó, chất dạ. phát, người miền Tây là vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành bấm nút đi nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Đây. Bây giờ mình đã có thời gian để nói chuyện với nhau rồi. Có ba mẹ ngồi dưới nữa. Đó. Ok nút. Đây nè. Đi qua cầu Mỹ Đức Tây. Rồi quẹo vô đây. Mình suy nghĩ thật kỹ cho hai em nha. Có gia đình hai bên của mình đang theo dõi, người thân mình đang theo dõi. Mình bấm nút là đồng ý hẹn hò để tiến tới hôn nhân. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Rồi, nắm tay nhau trước đi hai bạn. Nắm tay nhau đi. Sao bấm sớm vậy cưng? Dạ. Bạn nắm tay nhau đi cái đã. Em sợ nút không em. À. Dễ thương quá ha. Bây giờ á, thưa với bà bác đi. Xin phép bác bắt đầu từ bây giờ. Con xin phép là con hẹn hò với lại em. Nhớ tên gì không? Dạ. Nhớ em gái tên gì không? Vì. Cái gì Vì? Đức Vì. À. Ừ, được. Nói đi. Bắt đầu bây giờ xin phép hai bác cho con hẹn hò với Vi. Con sẽ cố gắng gì nói với bác, hứa với bác đi. Nắm tay dạ. trước cái đã. Trời rung. Này. Dạ thưa hai bác. Thì hôm nay đến chương trình được quen Vi thì con rất là vui. Nên con xin phép hai bác cho con được với MV và sau này sẽ cố gắng chăm lo cho MV. Dạ, hết. Xin phép bác tiếp. Dạ, con xin phép bác được hôn em cái. Dạ. Rồi. Trúng chưa? Dạ rồi. Trúng chưa? Trúng tóc rồi anh. Hả? Trúng tóc rồi. Trúng tóc đâu có được. Phải trúng. Dạ rồi. Hả? Dạ rồi. Trúng đâu rồi? Trúng má anh. Thấy làm sao? Hơi rung. Hơi rung. Rồi thôi được rồi. Hai đứa nắm tay nhau đi nào. Nắm tay nhau không có đây ra nữa. Đây là chiếc vé xem phim ha. Của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng dẫn nhau xem phim. Nắm vậy là đau cái tay người ta kìa. Đúng rồi đó, hôm nay hai gia đình có mặt rồi, đồng ý rồi, hẹn hò phải chăm sóc em gái nha. Nhớ về Cần Thơ thăm nhiều nhiều một chút nha. Dạ. Rồi đây cầm vé đi coi phim. Dạ.